cháy rồi. Mau dập lửa đi. Giám đốc, cháy rồi. Giám đốc, chuồng ngựa cháy rồi. Chuồng ngựa cháy sao? Mau lên, mau đưa ba con ngựa thuần chủng ra ngoài đi. Tôi biết rồi thưa giám đốc. Người mưu sát Trương Lâm Tài và sát hại Mã Phụ chính là Tam Hiệp. Sao anh biết vậy? Quản gia tố cáo. Quản gia tố cáo sao? Cút đi. Người đâu rồi? Tam Hiệp ở đây. Anh nói cái gì? Tam Hiệp phóng hỏa đốt chuồng ngựa. Vậy ngựa có sao không? Còn ba con ngựa thuần chủng thì sao? Cả ba con ngựa vô địch đều đã bị thiêu rụi trong biển lửa. Alo, thiếu gia. Thiếu gia ơi. Anh Lâm Đức, xảy ra chuyện gì vậy? Chuồng ngựa cháy rồi. Tất cả ngựa đều bị thiêu cháy. Ai làm vậy? Là Tam Hiệp. Tam Hiệp sao? Anh phải lấy mạng cậu ta. Anh nhất định phải lấy mạng cậu ta. Anh đi nhầm hướng rồi. Anh kéo xe. Tiểu thư, cô tỉnh rồi. Tiểu thư, đây là canh gà tôi nấu cho cô đấy. Cô uống đi. Đây là đâu? Đây là căn hộ của Saicho. Sẽ không ai biết chúng ta đang trốn ở đây đâu. Bởi vì Hàn Ngọc mất mạng ở chỗ này, nên chỗ này là căn hộ ma. Tôi chỉ dùng một đồng đại dương thôi thì đã mua được căn hộ này. Cậu nhốt tôi ở đây để làm gì? Sao gọi là nhốt chứ? Cái này gọi là lấy được người đẹp mới đúng. Tiểu thư, tôi không còn là Tam Hiệp của ngày xưa nữa. Tôi có tiền rồi. Tiểu thư, cô gả cho tôi đi. Tam Hiệp, tôi không thể gả cho cậu. Tôi đã gả cho Trương Lâm Đức rồi. Cô đừng nhắc đến Trương Lâm Đức với tôi. Hắn là cái quái gì chứ? Hắn chỉ là một kẻ đạo đức giả, một kẻ lừa đảo. Người thực sự xứng đáng với cô là Tam Hiệp tôi. Tiểu thư, tôi hứa với cô, nếu cô gả cho tôi nhất định sẽ cho cô một cuộc sống hạnh phúc, tốt hơn khi sống với Trương Lâm Đức. Cậu bỏ cuộc đi. Tôi đã có con của Trương Lâm Đức rồi. Cái gì? Cậu muốn làm gì? Thiếu gia, cậu lấy súng để làm gì vậy? Tìm thấy Tam Hiệp rồi. Hắn đang ở đâu? Ở căn hộ của Saicho, nơi mà Hàn Ngọc mất mạng. Chờ đã, Ngọc Ánh cũng ở đó. Tôi đi với cậu. Đi thôi. Tam Hiệp, cậu muốn làm gì? Tiểu thư, tôi đang chải tóc cho cô. Anh Lâm Đức, Ngọc Ánh, Tam Hiệp đâu? Cậu ta chạy. Cậu ta chạy ra ngoài rồi. Quản gia. Tam Hiệp. Cậu, đứng lại. Buông tay ra. Tôi bảo ông buông tay ra. Quản gia. Sao vậy? Chú có sao không? Nhanh lên, đuổi theo Tam Hiệp. Tam Hiệp. Đứng lại. Quay đầu lại, nhanh lên. Làm gì vậy? Không có mắt hả? Đứng lại, dao của tôi.
Đứng lại. Cẩn thận coi. Có chuyện gì vậy? Mày bị mù hả? Đứng lại. Không được chạy. Làm gì vậy? Tránh ra. Mau tránh ra. Đồ của tôi. Mày bị mù hả? Tránh ra. Đứng lại. Có chuyện gì vậy? Tránh ra. Ở trên kia. Không được nổ súng. Tôi muốn bắt sống hắn. Vâng. Nhanh lên. Nhanh chân lên. Lục soát. Nhanh lên, lục soát hết tòa nhà này. Vâng. Ai thế? Cậu là ai? Cậu là ai vậy? Ra ngoài mau. Xin lỗi hai người, mau cút cho tôi. Tìm hết tất cả các phòng, không được để sót phòng nào. Vâng. Làm gì vậy? Đuổi theo. Anh là ai? Sao anh vào được đây? Đồ lưu manh, cút ra ngoài ngay. Tiểu thư, cô giúp tôi một việc. Có người đang truy sát tôi. Cô cho tôi trốn một lát được không? Anh là Trương Lâm Đức. Anh là người huấn luyện ngựa. Trương Lâm Đức, anh là thần tượng của tôi. Tôi ngưỡng mộ anh nhất đó. Cô có chỗ nào để tôi trốn không? Anh đi theo tôi. Mở cửa. Chào cô, có một phần tử nguy hiểm đang trốn trong tòa nhà này. Vì sự an toàn của cô, xin cô cho chúng tôi vào kiểm tra. Chúng tôi có thể vào trong không? Mời vào, cảm ơn cô, mời. Mấy anh nhỏ tiếng thôi, chồng tôi đang ngủ đó. Chồng ơi, không có gì đâu. Họ chỉ xem thử có người xấu hay không. Vậy hả?
Xin lỗi cô, đã làm phiền cô rồi. Qua phòng khác. Các người làm gì vậy? Có ai vào đây không? Không. Lục soát. Trương Lâm Đức, họ đi rồi. Cảm ơn cô đã cứu mạng tôi. Cảm ơn. Tôi. Anh đừng đi. Tôi đã cứu mạng anh. Có phải anh nên trả ơn tôi không? Đúng vậy, tôi nên trả ơn cô. Nhưng mà, bây giờ tôi không có tiền. Hùng khác tôi, tôi không muốn tiền. Tôi chỉ muốn anh thôi. Ý cô là sao? Cô đừng giận nữa. Cảm ơn cô đã cứu tôi. Cảm ơn cô. Trương Lâm Đức. Anh đừng chạy. Trương Lâm Đức. Anh. Đuổi theo. Ở bên kia. Hội trưởng Trương, tôi có hai chuyện muốn nói với ông. Trước tiên là chúc mừng ông, thiếu phu nhân Ngọc Ánh có thai rồi. Đúng vậy. Đây, đây là tin vui của nhà họ Trương chúng tôi. Hội trưởng Trương, ông đừng vui mừng quá sớm. Còn một tin không được vui lắm. Thiếu phu nhân bị hôn mê là vì hít phải một loại hương. Loại hương này tên là Diễm Hồn Quy, là đồ của thần quỷ đạo Tiểu Tô. Tôi vừa ngửi là biết liền, không sai được đâu. Vậy, không đúng, thần quỷ đạo không phải qua đời rồi sao? Loại hương này có thể để rất lâu. Có lẽ trước khi hắn qua đời, đã có ai đó lấy mất. Nhưng mà ông đừng lo lắng. Lát nữa thiếu phu nhân sẽ tỉnh lại thôi. Nhưng mà, tôi sợ nó ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Đại phu, ông nhất định phải cứu hai mẹ con nó. Xin ông đấy. Ông yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng tình trạng hiện giờ của thiếu phu nhân tuyệt đối không được lo lắng. Cũng không được kích động. Cô ấy phải tịnh dưỡng. Nhưng nhà họ Trương của ông ồn ào quá. Hay là làm theo kế hoạch trước kia của ông, để thiếu gia dẫn thiếu phu nhân đến nước Anh trốn một khoảng thời gian. Cũng chỉ còn cách này thôi. Đây cũng là vì đứa cháu đích tôn của ông. Tôi hiểu rồi. Tôi nhất định sẽ làm theo lời ông nói. Mong là thiếu gia Lâm Đức đừng gặp phải chuyện gì nữa. Đúng vậy. Bây giờ điều tôi lo lắng nhất chính là Lâm Đức. Nhanh lên. Tránh ra. Đứng lại. Nhanh lên. Đứng lại. Không được chạy. Đứng lại ngay. Đứng lại. Nhanh lên. Tránh ra. Đứng lại mau. Nhanh lên. Đứng lại mau. Nhanh chân lên. Không được chạy. Đứng lại mau. Phố Kim Thị. Tránh ra. Mọi người tránh ra. Tránh được. Mọi người tránh ra. Nhường đường. Mọi người tránh ra. Chuyện gì vậy? Mày bị mù hả? Đứng lại, đừng chạy nữa. Mau đứng lại. Ngọc Ánh, anh Lâm Đức. Ngọc Ánh, em nghe anh nói Tam Hiệp mất mạng rồi. Tam Hiệp mất mạng rồi sao? Đúng vậy. Anh và Tam Hiệp xảy ra tranh chấp ở sân thượng. Chính mắt anh nhìn thấy cậu ta trượt chân té xuống dưới. Con về rồi hả? Vậy sau đó thì sao? Sau đó có rất nhiều cảnh sát đến hiện trường. Con đã nhân lúc hỗn loạn mà trốn thoát. Thế này đi, Ngọc Ánh, tình trạng sức khỏe của con bây giờ thế nào? Con khỏe lại rồi. Được. Bây giờ chúng ta lập tức rời khỏi chỗ này. Nhanh vậy sao? Đi đâu vậy? Hai đứa đừng hỏi nữa. Lập tức đi theo cha. Đi thôi. Chúng ta đi thôi. Nào, Ngọc Ánh. Thủ trưởng, chúng tôi không bắt được hắn. Đồ vô dụng. Nhiều người như vậy cũng không bắt được một người sao? Được rồi, Moliko.
Trung Quốc có câu nói rất hay. Nhà sư chạy rồi, nhưng chùa vẫn còn đó. Nếu Trương Lâm Đức đã lấy mạng Tam Hiệp thành công, vậy chứng tỏ việc hắn hại người trong tô giới Nhật đã thành hiện thực, truy nã hắn cũng là điều hiển nhiên. Cậu lập tức bao vây Trương gia, chỉ cho họ vào, không cho họ ra. Vâng, thủ trưởng. Chờ đã, tôi chưa nói xong. Hãy nhớ là không được dùng vũ lực. Cậu nhất định phải đợi tôi và Molico đến đó rồi mới hành động. Tôi hiểu rồi. Cậu mau đi đi. Molico, bây giờ mời cô đi cùng tôi đến nhận thi thể của Tam Hiệp, một người bạn trung thành của đế quốc Nhật Bản chúng ta. Dạ vâng, thưa thầy. Trên người cậu ta có gì không? Tôi không phát hiện gì cả. Vất vả rồi. Molico, cô mau đến căn hộ của Sacho điều tra đi. Ngoài ra, đến ngân hàng Chính Kim kiểm tra, xem thử có ai đã lấy 300.000 đó không. Thầy ơi, thầy nghi ngờ người này không phải Tam Hiệp sao? Vâng. Tam Hiệp, Tam Hiệp cậu đâu rồi? Cảnh sát trưởng, bên trong không có ai cả. Tất cả nghe đây, Tam Hiệp là hung thủ, mau đi tìm cậu ta đi, đã rõ. Tới khu chuồng ngựa tìm đi. Đã rõ hết cả chưa? Rõ rồi. Tiểu Trương, hai người qua bên kia. Cảnh sát trưởng Hồ, tìm tôi sao? Đừng manh động. Cậu điên vừa thôi Tam Hiệp. Ở đây đợi tôi sao? Đi nào. Theo tôi về cục cảnh sát thôi. Sợ là không được đâu. Tôi và vợ tôi đang ở đây chơi. Anh làm loạn cái gì vậy? Thả Hồng Hà ra. Hai người bỏ súng xuống đi. Tam Hiệp, tôi biết tất cả những gì cậu làm đều là do người Nhật xúi giục. Cậu bị ép buộc. Không trách cậu. Nhưng hôm nay cậu mà làm Hồng Hà bị thương, tôi chắc chắn sẽ đưa cậu lên máy chém. Ngược lại, nếu cậu thả Hồng Hà ra, tôi nhất định sẽ xin thẩm phán phán xét nhẹ cho cậu. Anh bớt giở trò lại đi. Tôi cam tâm tình nguyện làm việc cho người Nhật. Tôi nói cho các người biết, ai dám tiến thêm một bước nữa, tôi bỏ súng xuống. Đặt súng xuống đất đi. Hồng Hà, các người đợi đó cho tôi. Mau đuổi theo, rõ. Hồng Hà, Hồng Hà cô sao rồi? Cô nói cái gì? Tha. Hồng Hà, Hồng Hà ơi, cô tỉnh lại đi Hồng Hà. Tam Hiệp, cậu bình tĩnh, đứng im. Người nào mà qua đây, tôi sẽ lấy mạng người đó. Đuổi theo. Con gái ơi, Hồng Hà, con ơi. Hồng Hà, con ơi. Ông nó ơi, Hồng Hà bị sao vậy? Mau lên. Hồng Hà. Cảnh sát trưởng, Tam Hiệp chạy rồi. Đuổi theo, rõ. Hồng Hà, ông nó ơi, phải làm thế nào đây? Con bé ra đi rồi. Ông nói cái gì? Con bé ra đi rồi, mất rồi, không còn sống nữa. Trước đây, tôi đã nói với bà thế nào? Tôi đã nói tên Tam Hiệp này. Không đáng tin rồi mà, bà nói bà biết. Bà hiểu, bà biết phải làm thế nào. Bây giờ thì thế nào?
Không, một đứa trẻ ngoan như vậy bị người ta hại mất mạng rồi. Hồng Hà. Không, không đâu. Con gái, con gái ơi, cha với mẹ con, hai vợ chồng già cả đời không có con cái, vốn định cả đời này cứ sống như vậy. Từ cái ngày cha nhặt con ở trên đường rồi cứu con từ quỷ môn quan về, cha với mẹ con đã có một suy nghĩ, sẽ coi con như là con gái ruột của cha mẹ và đối xử thật tốt, đều sẽ dạy hết cho con. Đợi sau này cha mẹ già đi, không làm gì được nữa, cha mẹ qua đời, con có thể đào một cái hố, lấy đất chôn cha mẹ, đừng để cha mẹ qua đời mà không được chôn cất. Không ngờ rằng bây giờ lại là người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Con ơi, con gái ơi, lần đầu tiên nhìn thấy con là lúc con bị thương, mặt mày đầy máu nằm trên đường. Không ngờ rằng lần cuối cùng cha nhìn thấy con cũng là dáng vẻ ấy, mặt mày đầy máu nằm trên đường. Cha, đi thôi. Nào, cha, đây là, nghe đây, con đã sát hại Tam Hiệp ở khu Tô Giới Nhận, Inuka nhất định sẽ xem con như một tên sát nhân mà truy lùng khắp nơi đấy. Vì vậy từ bây giờ các con không được đi đâu hết, nhất định phải ẩn náu ở đây. Đây là khu mộ gia tộc của Trương gia chúng ta, cha đặc biệt xây một chỗ lánh nạn, bên trong có lương thực, phía sau có giếng nước, các con cứ ở đây ngoan ngoãn đợi ở đây cho cha. Bây giờ cha sẽ đi tìm Hồ Sinh, nhờ thằng bé làm thủ tục xuất ngoại cho các con. Một khi làm xong thì hai đứa sẽ đến nước Anh ngay lập tức. Nghe rõ chưa? Cha, được rồi, cha sẽ làm việc này ngay. Nhớ là không được đi đâu cả đấy, nghe rõ chưa? Con trai ơi, bây giờ con phải chăm sóc tốt cho Ngọc Ánh đấy nhé. Con sắp phải làm cha rồi đấy. Chăm sóc con bé đàng hoàng đấy. Cha đi đây. Không được đi đâu nghe chưa? Cha đi đây. Anh sắp làm cha sao? Anh sắp được làm cha rồi sao? Oh.
hình như anh nghe thấy tiếng gì đó. Sao có thể nhanh như vậy được? Lão già ơi, ông đã trở về rồi. Có rất nhiều cảnh sát đứng ở trước cổng nhà, đều là tới để bắt đại thiếu gia. Tôi biết rồi. Chẳng sao cả, đến thì đến thôi. Dù sao đại thiếu gia cũng đã đi rồi. Đúng rồi lão gia, quản gia đang ở bệnh viện. Cơm tối không ai sắp xếp hết. Hay là để tôi nấu mấy món tủ cho ông ăn nhé. Không cần đâu, có gì thì ăn đó đi. Đầu bếp toàn nấu mấy món thịnh soạn thôi. Hay ông nếm thử mấy món ở dưới quê mà tôi nấu nhé, thơm ngon lắm đó. Thôi được rồi, làm phiền bà đấy. Được rồi, lên lầu thôi. Vâng. Văn phòng cảnh sát trưởng xin nghe. Hồ Sinh, là cha đây. Cha nuôi, cha nói con nghe, Lâm Đức đã sát hại Tam Hiệp rồi. Cái gì? Cha nuôi chờ một chút. Vậy Lâm Đức bây giờ thế nào? Có gặp nguy hiểm không? Sao có thể không sao chứ? Con nghĩ đi. Chuyện xảy ra ở Tô Giới Nhật, cha đoán chắc việc Inuka và Moliko đến chỗ cha chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cho nên cha muốn để hai đứa nó nhanh chóng rời khỏi Thiên Tân, tốt nhất là qua nước Anh. Con hiểu rồi. Đó cũng là cách hay. Vấn đề là hai đứa nó bây giờ không thể ra ngoài làm giấy tờ được. Cho nên cha muốn con làm việc này dùng hai đứa nó. Vâng. Sau khi làm xong, con hãy mau mua vé tàu cho chúng, rồi đưa chúng đi. Ngày mấy? Càng nhanh càng tốt. Con hiểu rồi. Con sẽ làm ngay. Được, vậy nhé. Làm giúp tôi việc này. Lão già ơi, lão già, tên khổ ư đó lại đến rồi. Tôi biết rồi. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Mời. Hội trưởng Trương, con dâu anh, Hà Ngọc Ánh được cứu về rồi. Đúng là một phen hú hồn. Tôi nghĩ bây giờ cô ta đã về đến nhà rồi nhỉ. Đúng là con bé đã trở về. Vậy thì tốt quá. Nhưng mà có một chuyện nữa khiến mọi người không khỏi xót thương. Mời nói. Con trai của ông Trương Lâm Đức vậy mà lại sát hại Tam Hiệp ngay trong khu vực trung tâm thành phố. Thủ đoạn tàn nhẫn khiến mọi người căm phẫn. Chưa nói đến việc hung thủ ra tay có phải là Trương Lâm Đức hay không. Chúng ta nói về Tam Hiệp trước đi. Người này tội lỗi chồng chất, sát hại con trai tôi, sát hại luôn vợ hắn, còn suýt sát hại cả quản gia nhà tôi nữa. Một con quỷ khát máu như hắn nhận phải kết cục như thế này là đúng người đúng tội rồi. Đáng đời hắn. Hội trưởng Trương nói rất hay. Nhưng nếu Tam Hiệp chỉ là một tên tội phạm thì việc con trai ông sát hại hắn đương nhiên là vì dân trừ hại rồi. Nhưng vấn đề là Tam Hiệp lại không phải. Anh chờ chút. Anh Inuka nói như vậy là có ý gì? Tam Hiệp chính là thiếu úy quân Kanto đóng quân ở Thiên Tân của đế quốc Nhật Bản chúng tôi. Đúng là một trò đùa động trời. Một con quỷ khát máu thế mà lại là thiếu úy của quân đội Nhật Bản các người sao? Anh Inuka, nếu có một thiếu úy như vậy thì đó chính là nỗi nhục của quân nhân Nhật. Hội trưởng Trương, tôi không hề nói đùa với anh đâu.
Bây giờ tôi chính thức thông báo cho anh biết, bởi vì con trai anh đã sát hại đặc công của Nhật Bản. Bất kể cậu ta là người Trung Quốc hay là người Nhật Bản, thì tôi cũng phải đòi lại công lý cho cậu ta. Bắt giữ Trương Lâm Đức, tiếp nhận phán quyết của Tô Giới Nhật. Tôi muốn hỏi anh, cậu ta có đang ở nhà không? Tôi cũng không biết. Được, vậy thì họ có thể tiến hành lục soát tòa nhà này, được không? Tất nhiên là không thể. Nhưng nếu hôm nay anh Inuka đã đích thân đến đây, thì tôi sẽ nể mặt anh vậy. Lục soát đi, tuân lệnh. Báo cáo, chúng tôi không tìm thấy. Sao rồi? Anh Inuka đã tìm thấy chưa? Như anh thấy đó, không tìm thấy cậu ta. Vậy thì tốt. Xin anh cứ tự nhiên. Được. Cũng xin anh yên tâm, tôi sẽ đi ngay đây. Nhưng mà thông qua sự phê chuẩn của Tô Giới Anh, thì bọn họ phải ở lại nơi này cho đến khi bắt được Trương Lâm Đức, thì tất cả mọi người trong nhà này chỉ được phép vào, không được phép ra. Đương nhiên là trong đó cũng bao gồm cả anh đó, Hội trưởng Trương. Tạm biệt. Đã làm phiền rồi. Alo, ai đấy? Hội trưởng ơi, tôi là cảnh sát trưởng người Hoa ở Tô Giới Pháp, Hồ Sinh đây. Hồ Sinh nào? Tôi nhớ ra cậu rồi, có chuyện gì sao? Ngài đang ở nhà phải không? Vậy được rồi, tôi sẽ qua tìm ngài. Có chuyện gì nhất định phải gặp mặt nói sao? Cậu nói đi, có chuyện gì vậy? Là thế này, tôi vừa đính hôn, vị hôn thê muốn đi du lịch nước ngoài, nhưng lại không biết là đi Pháp hay là đi Mỹ thì hay hơn, cũng không biết nên đi thuyền nào luôn. Chuyện này chỉ vài câu cũng không nói rõ được. Hay là bây giờ tôi đến nhà ngài nhé? Ra là vậy. Hay là thế này đi, nếu cậu muốn hỏi chi tiết hơn về chuyện này, thì cậu cứ đến chỗ tôi đi, rồi tôi sẽ từ từ nói với cậu nhé. Được rồi, tôi sẽ tới ngay, giờ tôi sẽ qua đó. Ngọc Ánh, em sao thế? Anh Lâm Đức, em hơi sợ. Lớn thế này rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên em qua đêm ở một nơi như thế này. Được rồi, đừng nghĩ lung tung nữa. Có anh ở đây rồi, đừng sợ. Anh nói xem, cha thường đến đây một mình, cha không sợ sao? Đó giờ cha không cho ai đi theo cả. Ông ấy nói, ông ấy thích được ở một mình như thế này. Ông ấy có thể bình tĩnh suy nghĩ và có thể tiến vào một cảnh giới siêu phàm, giao lưu với tổ tiên. Nói chung là ông ấy nói có vẻ rất xúc động. Anh đã từng nghe ông ấy kể vài lần, nhưng kể từ khi mẹ ba, cũng chính là Molly cô gả về nhà,
thì ông ấy chưa từng tới đây. Được rồi, em cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi, đừng suy nghĩ lung tung. Đừng nghĩ nữa nhé, ngoan. Bà thím, cảnh sát trưởng Hồ đến rồi sao? Cảnh sát trưởng Hồ đến rồi. Hội trưởng đâu rồi? Ông ấy ở trên lầu. Được. Hội trưởng Trương. Cục trưởng Sakamoto. Chuyện là tôi và bạn gái vẫn chưa biết đi thuyền nào và đi đến nước nào. Được, hội trưởng Trương. Lúc nãy tôi vừa vào cửa thì thấy trong nhà toàn là cảnh sát. Chuyện gì thế? Đừng nhắc đến nữa. Bọn họ cáo buộc Tam Hiệp là do Lâm Đức sát hại, cho nên là đã cử nhiều cảnh sát như vậy đến đây, nói là muốn bắt Lâm Đức. Cậu xem đi, chuyện này loạn cả lên rồi. Xem ra hôm nay tôi đến đây không đúng lúc rồi. Không sao đâu. Vậy nếu trong nhà ngài có việc thì tôi cũng không tiện làm phiền nữa. Tôi về trước nhé. Cậu về đi. Được, tạm biệt. Ba giờ chiều mai gặp người tên Tarantino ở chung cư bang phòng số 201 trong khu tô giới Pháp. Cảnh sát trưởng Hồ, sao cậu không ở lại thêm chút nữa nói chuyện với hội trưởng, cho ông ấy khuây khỏa. Mấy ngày nay mấy cái tên quỷ quái này làm náo loạn hết mọi chuyện lên. Bà phải nhọc lòng rồi. Được rồi, vậy tôi không nán lại nữa. Đi cẩn thận. Cậu trừng mắt nhìn tôi làm gì? Tôi đâu có sát hại người. Đừng có nhìn trừng trừng tôi như vậy. Tôi còn biết nhìn lén nữa đấy. Xin chào, xin hỏi có phải là công ty Đại Trúc không? Tôi tìm tiểu thư Moliko. Chào tiểu thư Moliko. Tình hình thế nào rồi? Tiền đã bị lấy đi từ sáng hôm qua rồi. Theo mô tả của nhân viên ngân hàng thì người rút tiền là Tam Hiệp. Chắc là không sai đâu. Đây là tin tức mà tôi không muốn nghe nhất trong hôm nay. Không có chắc là, chỉ có sự thật. Thầy, ý thầy là Tam Hiệp vẫn còn sống. Vậy phải làm sao đây? Nếu cậu ta còn sống thì chúng ta lấy bất biến ứng vạn biến đi. Việc Tam Hiệp vẫn còn sống chỉ có hai chúng ta biết. Việc khẩn cấp trước mắt chính là phải một mực khẳng định sự thật về tội mưu sát của Trương Lâm Đức, buộc cha hắn phải đi vào khuôn khổ. Nhưng mà nếu như Tam Hiệp xuất hiện thì phải làm sao? Một khi hắn xuất hiện thì lập tức tiêu diệt ngay. Tôi sẽ ra lệnh ngay bây giờ. Không. Chuyện Tam Hiệp chưa ngủ chỉ có hai chúng ta biết mà thôi. Đừng đi phát tán ra, để tránh gây thêm rắc rối. Cho dù là muốn diệt khẩu hắn thì cũng phải làm trong tình huống người không biết, quỷ không hay. Nhưng mà thưa thầy, nếu trong trường hợp Tam Hiệp xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện thì phải làm sao? Vậy thì chỉ có thể nghe theo ý trời thôi. Đúng rồi, Sakamoto gọi điện thoại đến, nói Hồ Sinh đã đến đó. Chẳng nói được mấy câu thì đã đi rồi. Tôi thấy không đúng. Bởi vì trước đây khi Hồ Sinh đến đều sẽ nói chuyện với Trương Thế Sơn rất lâu. Cô lập tức đến Trương gia, theo dõi tất cả mọi người ở đó, kể cả điện thoại. Tôi tin rằng chắc chắn có thể tìm ra tung tích của Trương Lâm Đức. Rõ. Chuyện về lệnh truy nã, chuyện này thì xin hãy yên tâm đi.
Tin tức về vụ Trương Lâm Đức, tay đua số 1 của hội đua ngựa Thiên Tân, sát hại người rồi bỏ trốn, đã được dán ở khắp mọi nơi trên đường phố rồi. Tôi tin rằng làm như vậy nhất định sẽ khiến hắn thân bại danh liệt. Rõ. Hội trưởng Trương, tôi vào được không? Rượu vang đỏ hảo hạng. Hội trưởng Trương, suy cho cùng chúng ta cũng từng là vợ chồng. Tuy rằng lúc đầu chỉ là một trò bịt bợm, nhưng dù sao cũng đã sống cùng nhau lâu như vậy rồi. Trung Quốc có câu nói 500 lần ngoảnh mặt ở kiếp trước mới đổi được một lần gặp mặt ở kiếp này. Cho dù anh không bận tâm đến tôi, nhưng thực ra tôi vẫn nhớ anh rất nhiều. Mời lão ra. Uống một ly trước khi đi ngủ sẽ ngủ rất ngon. Đây là những gì anh dạy tôi đấy. Cảm ơn. Ông vẫn khiêm tốn và ôn hòa như vậy, nho nhã lễ độ, rực rỡ chói lọi. Rực rỡ chói lọi sao? Nếu nói về rực rỡ chói lọi thì phải là tiểu thư Moliko mới đúng. Tôi đã già lắm rồi. Tôi đã ở cái tuổi gần đất xa trời. Và lại bây giờ tôi đã là tù nhân của các người rồi. Anh có biết tại sao tôi đồng ý với thầy rằng sẽ đến bên anh để làm gián điệp không? Tôi đã điều tra cẩn thận thông tin của anh và đã quan sát từ xa rất nhiều lần. Vì thế tôi mới quyết định gả cho anh. Tôi tán thưởng anh, tán thưởng học thức của anh, sự phong độ của anh. Điều gì cũng khiến người khác phải ngưỡng mộ. Nói cách khác thì nếu trong lòng tôi không có ai, chắc có lẽ tôi sẽ muốn làm vợ ba của anh cả đời. Có lẽ cũng sẽ thay đổi lập trường về phe anh. Vậy tại sao sau đó lại không được? Nói tôi nghe thử. Rất đơn giản. Bởi vì anh chưa bao giờ thực sự tin tưởng tôi. Anh chưa từng kể với tôi về kho báu của Trương gia. Từ đầu đến cuối tôi luôn là người ngoài. Tôi mãi mãi không bao giờ có thể đi vào trái tim của anh. Trước mặt anh, tôi là một người phụ nữ thất bại. Trước mặt người thầy yêu quý của tôi cũng là một người phụ nữ thất bại. Đây chính là bức tranh của cuộc đời tôi. Thầy tôi đã từng bị hạ lệnh tự mổ bụng để chuộc lỗi, ròng rã suốt 31 năm, cô đơn lẻ loi, chỉ vì muốn tìm lại bảo vật, thực hiện lời hứa mà thầy ấy đã từng hứa. Đột nhiên có manh mối, nhưng lại vì bị đánh cháo mà đứt đoạn. Tất cả chuyện này, tất cả mọi chuyện đều là do con cáo già là anh cản trở khắp nơi, khiến cho tất cả các kế hoạch của chúng tôi liên tục thất bại, đến mức mà bây giờ không hề có bước tiến triển nào. Đúng là làm khó các người rồi. Khiến các người hao tổn tâm huyết như vậy mà kết quả lại là tay trắng. Nhưng tôi có thể nói với các người một lần nữa, những gì các người làm đều là phí công vô ích thôi. Tôi sẽ không bao giờ để các người đạt được ý nguyện. Các người sẽ không lấy được bất cứ thứ gì từ chỗ tôi đâu. Hội trưởng Trương, anh có phần tự tin quá rồi thì phải. Chiến thắng cuối cùng nhất định sẽ nằm trong tay chúng tôi. Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện thú vị hôm nay,
Tôi muốn hỏi anh một câu cuối cùng. Anh có muốn nói cho tôi biết kho báu đang ở đâu không? Phim được dịch, thuyết minh. Nếu tôi không nói thì sao? Phim TV. Anh có tin bây giờ tôi sẽ bắn anh không? Nổ súng đi. Cô có thể nổ súng ngay bây giờ luôn đấy. Chuyện gì vậy chứ? Lại bị anh nhìn thấu rồi. Tất nhiên là anh biết. Sao tôi có thể nhẫn tâm sát hại anh được chứ lão gia, đúng không? Anh xem, trời cũng không còn sớm nữa. Hay là anh nghỉ ngơi sớm đi nhé. Nếu không thì không tốt cho sức khỏe của anh đâu. Đúng rồi, tôi sẽ luôn ở trong phòng khách. Nếu như anh có gì muốn nói với tôi thì có thể cho tôi biết bất cứ lúc nào. Ngủ ngon. Không tiến. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại iFilm TV.
Đi đâu? Đại Thạch Kiều. Ngọc Ánh, có người. Đi thôi. Ai đấy? Là cha đây. Mau mở cửa ra, là cha. Cha ơi, cha, đã muộn thế này rồi, sao cha còn đến đây làm gì? Ở nhà, cả trong lẫn ngoài, đều bị người Nhật theo dõi. Nghe đây, trong này có địa chỉ. Ngày mai lúc 3 giờ chiều, các con cứ đi theo địa chỉ này, đi tìm một người tên là Tarantino. Người đó sẽ giao giấy tờ đã làm xong cho các con. Sau khi nhận được giấy tờ, các con hãy đi tìm Hồ Sinh ngay. Hồ Sinh sẽ đưa các con lên tàu. Đến nước Anh rồi, con hãy nhớ tìm chú Trần Kiến Quốc nhé. Chú ấy sẽ sắp xếp cho các con. Cha ơi, được rồi, không nói nhiều nữa. Ở lại lâu thì họ sẽ phát hiện. Cha đi đây. Cha. Lâm Đức. Ngọc Ánh. Các con bảo trọng nhé. Cha không thể tiễn các con được. Được rồi. Bảo trọng. Cha, cha phải cẩn thận đấy. Cha cẩn thận nhé. Anh Lâm Đức, liệu cha có gặp nguy hiểm không? Người Nhật đang ở trong nhà chúng ta, liệu họ có làm hại đến cha không? Anh nghĩ là không đâu. Bọn họ là đang nhắm vào anh. Tiệm đồ cổ.
Lão gia. Lão gia ơi, làm anh sợ rồi sao? Lão gia, rốt cuộc anh đã đi đâu vậy? Để tôi chờ đợi lâu quá đi mất. Tục ngữ nói, vợ ngốc mới chờ chồng. Nợ mòn mỏi đến mức như ngồi trên đống lửa. Anh có biết không, vừa nãy tôi chờ anh mà bực bội đến mức cào tường luôn đấy. Anh nói xem, rốt cuộc anh đã đi đâu vậy hả? Chắc không phải anh đi tìm phụ nữ đấy chứ? Không giống phong cách của anh tí nào. Anh đi tìm phụ nữ thì cứ quang minh chính đại mà tìm thôi. Việc gì anh phải lén lút vụng trộm chứ? Sao lại phải học theo con chuột trôi giúp trong cống rãnh vậy? Nếu tôi không tận mắt nhìn thấy thì ôi mẹ ơi, có đánh ngổm tôi cũng sẽ không tin đâu. Anh xem quần áo không bị bẩn chứ? Nào, không, không đâu. Không dám làm phiền cô đâu. Lão gia, anh biết không, anh lại một lần nữa khiến tôi mở mang tầm mắt đấy. Hơn một năm rồi. Vậy mà hơn một năm nay tôi lại không hề biết gì về mật đạo dẫn đến ngôi nhà trống trên đường Tam Mã này. Vẫn là câu đó, anh không đi làm gián điệp, đúng là quá đáng tiếc. So với đóa hoa của đế quốc tiểu thư Moleko mà nói, thì tôi đây chỉ là hạng xoàng mà thôi. Anh vẫn khiêm tốn như thế. Anh đã gặp Lâm Đức và Ngọc Ánh rồi đúng chứ? Bọn họ khỏe không? Rất khỏe. Khiến cô bận tâm rồi. Anh nói đi mà. Cho tôi biết họ đang ở đâu đi, để tôi có thể cử người bắt họ. Thế là tôi có cái để ăn nói với thầy tôi rồi. Tôi e là các người không làm được rồi. Chắc bây giờ thằng bé đã đi đến nơi đất khách quê người, phía bên kia đại dương rồi. Đối với cô và Inuka mà nói thì đây hẳn là một điều đáng tiếc nhỉ. Vậy sao? Đúng vậy. Cho nên là bây giờ tôi có thể kê cao gối mà ngủ ngon giấc rồi. Hình như không dễ dàng như vậy đâu. Nếu tôi nói tên một người ra thì e là anh không ngủ được đâu. Cho dù có ngủ được đi nữa thì cũng sẽ bị ác mộng đánh thức mà thôi. Vậy anh có biết người tên là Tarantino không? Việc bây giờ hắn ta đang ở đâu? Với cả việc hộ chiếu giả của Ngọc Ánh và Lâm Đức đang nằm trong tay ai? Cô, chờ một chút, có cái này cho anh xem. Nào, anh nhìn cái này đi. 3 giờ chiều mai gặp người tên Tarantino ở căn hộ BAM số 201, khu Tô Giới Pháp. Từ giờ trở đi, căn phòng này chính là phòng giam của anh. Anh không thể ra ngoài, cũng không ai có thể tới gần. Đường dây điện thoại đã bị ngắt kết nối rồi. Chờ đến khi chúng tôi bắt được Lâm Đức thì anh sẽ được trả lại tự do. Vậy vất vả cho anh rồi, hội trưởng Trương. Trời không còn sớm nữa, hay là anh thử xem anh có ngủ được hay không nhé.